mau cao, đã tìm được một cơn mau cao. Chạy nhanh đi ba, hắn sẽ giết chúng ta mất. Hai người đứng lại đó. Ba hãy cố lên. Chạy đi, ba giao lại vật này cho con. Thứ này là chìa khóa để tiêu diệt hắn đấy, con hãy giữ lấy nó đi. Chạy đi. Ba ơi, hãy cố lên, đừng bỏ con. Chết đi. Chạy đi. Ba ơi, chỉ còn lại ngươi thôi, ta sẽ đưa ngươi cùng với thứ đó xuống địa ngục phế tải cho ngươi tận hưởng. Cổng không gian mở khóa. Nó đâu rồi? Nó chạy mất rồi à? Tức quá, quay về thôi. Dạ rõ. Mình không thể đứng đây mãi được. Mình phải nhờ người tới giúp mới được. Zed Condor ZX, hiện ra đi. Preview. Mega TH T the movie technology world. Mày mua cái gì về vậy? Ồ, thế à, vậy nó làm được gì? Xin chào, tôi tên là John. Hãy trở thành bạn tôi nhé. Hay bờ lờ, cháu mua nó ở đâu vậy? Ồ, thì ra là vậy. Này, nãy cháu nói 4.0 là sao? Tao đéo hiểu mày đang nói cái gì luôn đấy. À, tao hiểu rồi. Coi bộ nghe cũng thú vị đấy. Chào hai bà cháu nhé. Xin chào. The fuck, mày là ai? Tôi là Charlie. Ông ấy là bác họ của tôi. À, xin chào. Đó là cái gì vậy? Nhìn đẹp thế. Nó có thể cử động và nói chuyện được nữa đấy. Đâu, show cho cô xem đi. Chào, hai người. Tôi tên là John. Chào, bắt tay cái nào.
Đúng rồi, mình đâu có tay đâu. Để bác thử. Bắt tay cái nào. Ngoan lắm. À hì hì, cảm ơn bác nhé. Để bác hay vậy, may được ư? À hì hì, rất hay phải không? Đúng vậy. Nhưng mà sao mấy tụi bay vào nhà tao chi vậy hả? Còn xách theo hành lý nữa chứ? Nhà của bọn tôi bị cháy nên tới đây ở chung với bà. Bà cho bọn tôi ở lại đây chung nhé, được không? Éo, nhà tao éo có phòng cho tụi mày ở đâu, về đi. A hu hu, sao lại bất công vậy? Đúng vậy, hãy tỏ lòng tiếc thương và cho chúng tôi ở lại đây đi mà. A hu 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 hu. Thôi được rồi, tao cho hai tụi bay ở đây đấy. Nhưng mỗi tuần thứ hai, tư, sáu là con Grasu phải rửa chén đấy. Dạ ok, tôi chịu. Còn ba, năm, bảy thì chắc ly, mày đi chợ nha. Ok. Tiếng gì vậy, nghe ồn ào vờ lờ. Đúng vậy. Chúng ta ra xem thử đi. The fuck? Cái gì vậy? Còn người này là ai? Chưa gặp bao giờ. Mày là con nào? Xin chào, tôi là Grizzly. Tôi đến từ một hành tinh rất xa ở đây. Để tôi thử nhé. Connection complete. Xin chào, tôi tên là John. Hãy trở thành bạn tôi nhé. Cái gì vậy? Mày chưa bật công tắc lên hả THT? Thế quái nào mà nó tự động bay vậy? Kỳ lạ vừa lờ. Đó là khả năng của tôi. Mọi người trên hành tinh của tôi đều có khả năng này. Nó giúp chúng tôi điều khiển các vật dụng công nghệ, máy móc bằng tâm trí. Đúng vậy. Đợi đã. Sao mày lại tới nhà tao? Mày tính ở ké nhà tao à? Tôi tới đây là để tìm kiếm mọi người. Vì hành tinh của tôi bị một thế lực xấu xa xâm chiếm nên tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Sao cô không nhờ người khác mà lại nhờ chúng tôi? Vì tôi cảm nhận rằng mọi người chính là những vị cứu tinh của chúng tôi. Thật ra là do Z đã nói với mình như vậy. Chúng ta phải làm gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta phải tìm người tới giúp thôi. Đúng vậy. Nè, cậu có thể giúp tôi không vậy Z? Ok, hiểu rồi, cứ để tôi lo. Hệ thống thiết lập dự đoán tương lai, khởi động. Đây rồi, tôi tìm ra họ rồi. Họ là người trái đất đấy. Tôi đã từng nghe về họ rồi. Tôi nghe nói trái đất có con người và các sinh vật khác nhau sinh sống nữa đấy. Kinh tế và văn hóa rất là phát triển và đa dạng, giống như hành tinh của chúng ta vậy. Đúng vậy, được rồi, tìm họ thôi. Ok. Thì ra là vậy.
mọi người, tôi biết là chuyện này sẽ rất nguy hiểm nhưng tôi cầu xin mọi người, xin hãy giúp tôi. Tao không rảnh đâu, chỗ đó toàn là công nghệ, máy móc thôi, làm sao tao có thể giúp mày? Kẻ xâm lược hành tinh của tôi cũng đã từng chiếm lấy rất nhiều hành tinh rồi. E rằng hắn sẽ tới đây xâm lược trái đất. Đúng vậy. Chúng ta phải đi thôi. Tao đã nói là tao không đi rồi mà. Tôi sẽ trả công cho mọi người thật xứng đáng. Với lại tôi nghe nói bà là ma mà. Bà cũng đã từng hạ được rất nhiều kẻ thù mà. Bà chắc chắn phải là một người can đảm lắm mới dám đối đầu với bọn chúng. Ừ, ok, để xem nó có thể làm được gì tao. Được rồi, tao đi. Dạ, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xúc động quá, a hu hu. Thôi mày bớt xàm lông đi. Nhưng mà bọn tao chưa chuẩn bị gì hết mà. Không sao đâu bà, tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người khi tới nơi. Ok, thế thì tốt rồi. À, trước khi đi thì mọi người hãy giới thiệu tên đi. Mới gặp mà quên hỏi tên chào hỏi, thất lễ quá. Ok, bà là bà ngoại Gani. Tôi là Krasu. Tôi là Charlie. Ok, tôi đã nhớ tên mọi người rồi. Chúng ta xuất phát thôi. Ok. Đây là Alphantic Gate, cổng không gian được tạo ra từ chiếc máy bay của tôi. Đúng vậy, tôi thực chất là một con robot nhưng được cấy vào chiếc máy bay này. Chà, thú vị phết. Nhưng mà tại sao cô lại phải tạo ra cái cổng này vậy? Vì từ trái đất của mọi người đến hành tinh của tôi rất xa, thậm chí là 30 năm còn chưa tới nữa. Với lại, tôi đang bị truy đuổi nên tôi phải tạo ra cái cổng này. À, tôi hiểu rồi. Nè, hành tinh của cô như thế nào và đã xảy ra chuyện gì với nó? À, tôi quên nói cho mọi người. Hành tinh của tôi là hành tinh Merkenic, nơi cách trái đất hàng trăm dặm ánh sáng. Nơi kinh tế phát triển nhờ vào công nghệ máy móc tân tiến. Toàn bộ sức lao động đều được thay thế hoàn toàn bởi các người máy. Mọi người đều sống trong hòa bình cho tới khi một thế lực xâm lăng mang tên băng đảng EVI, Electric Virus Invader, kẻ xâm lăng virus điện tử, tới xâm lược và hack các người máy nhằm phục vụ cho ý đồ xâm lược của hắn. Mọi người đều lo sợ, không dám đứng dậy đấu tranh nên họ phải tuân theo mệnh lệnh của hắn. Hiện giờ hắn đang truy lùng tôi vì tôi đã đánh cắp dữ liệu của hắn, giết chết ba tôi và sau đó là tôi đến trái đất để tìm mọi người đến giúp đỡ. Thật không thể nào tha thứ cho bọn chúng được. Đúng vậy. Chứ mày nghĩ sao hả? Bây giờ chúng ta sẽ đi tới đâu? Chúng ta sẽ tới căn cứ của chúng tôi, căn cứ quân sự robot. Kìa, tới nơi rồi, cổng không gian, mở khóa. Đẹp thế. Nằm mơ đấy à? Tôi năm nay 70 tuổi mà chưa gặp cái gì mà đẹp như hành tinh này cả. Đẹp đúng không mọi người? Đúng vậy, nó đẹp bờ lờ. Chúng ta sắp tới nơi rồi, mọi người có thể xem một chút. Ai?
hi, không có gì. A few moments later. Chúng ta tới rồi. Là nơi này sao? Chào cháu, Missy. Ai vậy? Đó là bác họ của tôi, Jack. Bác ấy là bạn thân của ba tôi. Là người quen à? Đúng vậy. Chúng cháu về rồi ạ. Chào cháu, họ là ai vậy? À, họ là người trái đất. Họ tới đây để giúp chúng ta đấy ạ. Người trái đất à, tốt quá, tôi sẽ dẫn đường cho mọi người. Ok. Mọi người ơi, Grizzly đã dẫn người trái đất tới đây rồi. Chúng ta gặp may rồi, mọi người. Chào bọn bay, tao là bà Gani. Xin chào mọi người. Tôi là Grasu. Tôi là bác họ của nó, tên là Charlie. Xin chào mọi người. Lần đầu tiên tôi gặp người trái đất đấy. Thật vinh hạnh cho tôi. Ta hi hi, ông làm tôi ngại quá đi. Cháu hãy dẫn họ đi tham quan đi, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Vâng ạ. Trước tiên, tôi sẽ giúp mọi người thay đổi trang phục để tránh bị để ý nhé. Ok. Xong rồi đấy mọi người, chúng ta đi thôi.